Cũng trong khuôn khổ hội nghị tham tán thương mại năm 2016, các tham tán thương mại đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin cùng lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro và các công ty trực thuộc. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định, Bộ phận Thương vụ có vai trò quan trọng trong việc kết nối, tìm hiểu thị trường nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thứ trưởng mong muốn phiên làm việc giữa các tham tán thương mại và Hapro sẽ là một buổi gặp gỡ thiết thực, cung cấp thông tin hữu ích kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hapro cho biết, thị trường nước ngoài là mục tiêu chiến lược mà Hapro đang cần hướng tới. Để kết nối với thị trường này, vai trò của các tham tán thương mại vô cùng quan trọng. Hiện Hapro duy trì tốt việc xuất khẩu tại hơn 60 nước và vùng lãnh thổ với kim ngạch 200 triệu đô la Mỹ. Ông Thắng nhận định, năm 2016 có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc xuất khẩu với các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã được ký kết, và đặc biệt là hiệp định TPP. Nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ được kỳ vọng là những mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu cao. Do vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hapro đề nghị các tham tán thương mại dành sự quan tâm hơn đối với các mặt hàng này.